Rồi ok, hello xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến anh em một video mới ha. Thì uh, tình hình chung hiện tại là cái bo CB2112 nó đã tăng giá một cách khủng khiếp luôn anh em, tăng giá một cách khủng khiếp và cho tới thời điểm hiện tại thì có tiền cũng chưa chắc là mua được các anh em. Thì uh, giải pháp hiện tại của mình uh, đang phát triển đó là sử dụng bo Arduino nano hoặc là arduino uno hoặc là arduino mega để mở khóa pin của DJI anh em vì với cái giải pháp này thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều khi mà chúng ta trong cái thời điểm mà đang đang khó khăn trong mua bo cb 2112 và DJI battery cooler ha thì anh em có thể mua cái bo này với giá khoảng đâu, đâu, đâu đó chừng khoảng trăm nghìn thôi và chúng ta nạp code vào là chúng ta có thể bảo khóa được những cái viên pin của DJI ha anh em rất là đơn giản ha rồi ok anh em sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách để tải code về nạp vào bo và hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bo này ha thấy không đơn giản không nano nè nói gì vô ba giây thôi ok <laughs> Rồi ok anh em thì uh, thì anh em cần phải có hai cái phần mềm để chúng ta có thể làm việc với bo Arduino ha. Thì đầu tiên phần mềm anh em cần có là phần mềm Arduino IDE ha. Và phần mềm thứ hai là phần mềm Xloader ha. Cả hai phần mềm này thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả để anh em tải về hai phần mềm này ha. Thì cái phần mềm Xloader là cái phần mềm dùng để uh, upload cái code vào trong cái file trong vào trong cái mạch Arduino của chúng ta ha thì đầu tiên nè anh em sẽ chọn cái cốt mở của mình ít loader lên chọn cái cốt nha cái code này mình sẽ để dưới link luôn ha rồi anh em chọn là cr03 với với bo Arduino nano ha mình đang xài nano ha rồi chọn bỏ com 6 rồi bao ray để nguyên gì ha rồi chọn upload ha rồi upload rồi chúng ta sẽ chờ cho đến khi nào mà nó để chữ là upload by gì đó là coi như nó thành công ha thì cái này thì đó thành công rồi nè anh em đó thì anh em uh, nhớ cài driver cho Arduino của chúng ta nha cài driver làm sao thì anh em có thể lên cái trang này nè để mình gõ vào ha đó, anh em, mình sẽ để cái link của cái trang này cho anh em xem luôn ha nó nạp firmware cho Arduino bằng xloader này ha chương trình cho Arduino xloader đó người ta sẽ hướng dẫn anh em làm cái gì thì tải cái gì ha vân 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 thì đây mình xài là Arduino Nano nha Arduino Nano nè Arduino nano đây là Arduino Nano nha mình xài cái mạch này nè anh em nó Arduino Nano nó Arduino Nano trông như thế này ha rồi vậy ha đây là Arduino Nano rồi anh em có vẫn có thể sử dụng bo Arduino Uno cũng vẫn được nha Uno 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 Uno, Uno. đó đây là bo Arduino Uno cũng được luôn ha đây bo này và bo kia đều được hết ha rồi tiếp theo anh em sau khi anh em nạp code thành công rồi anh em tắt cái này đi. Anh em sẽ mở cái phần mềm là Arduino lên ha. Chúng ta mở lên thì ban đầu nó sẽ có cái giao diện trông như thế này nè, anh em không cần quan tâm gì hết ha. Anh em sẽ bấm vào tool. Nào. Rồi chọn bò, chọn bo ha, chọn bo thì ở đây mình chọn bo là bo Nano này ha. Rồi cái processor thì anh em có thể chọn là ATmega328B hoặc là ATmega328B u thì những cái phiên bản Arduino uh, Nano cũ lúc trước á, có nghĩa là cái bo này mình mua lâu rồi đó thì nó sẽ là ATmega328 bootloader. Còn những bo mới sau này nó sẽ chọn cái này ha. Thì anh em cứ chọn thử một trong hai cái này nếu mà kết nối không thành công á thì chúng ta chọn lại cái khác, ví dụ như mình chọn cái đầu tiên đi. Nha. Yeah. Giờ chúng ta chọn bọt là bọt cơm 6, sau đó chúng ta sẽ bấm vào đây và chọn serial monitor. Nha, yeah. ok nó hoạt động hết anh em. Rồi anh em chọn đây nè. Lưu ý ha, chọn đây là 9600 bao nha. 9630 anh em chọn cái khác thì nó sẽ ra không đúng nha anh em. Rồi, khi chúng ta vào nó sẽ trong giao diện như thế này ha. Lúc này pin của mình đang khóa thì mình nãy mình có quay cho anh em xem đó là pin của mình nó đang khóa rồi ha, bấm khởi động nguồn không lên ha. Thì anh em sẽ bấm là nó kêu nè. Press enter. Thì anh em bấm vào enter, bấm enter thì thực ra anh, anh em bấm nhập vào cái ô này nè, anh em nhập lại cái số gì cũng được hết, nhập lại số 1 ha. Đó, nó sẽ kiểm tra có kết nối với pin không. Nếu có kết nối với pin nó sẽ để là battery connected ha, còn nếu không không có kết nối với pin thì nó sẽ để chữ là battery not found ha. Rồi ở đây sẽ có một vài cái chức năng cơ bản để anh em sử dụng chẳng hạn như là read info nè, in clear bf uh, uh, cycle car reset nè, set Dat, nè, set command cd vân vân. Bây giờ anh mình sẽ thử một chức năng nhé, mình sẽ thử là chức năng read info ha, mình sẽ bấm vào số 1. Đó, ok green đây là thông tin của viên pin của anh em ha. Nè, menu factor name, uh, device name, SN, uh, rồi uh, match error, cycle cao, rồi uh, điện áp của từng cell, điện áp sạc, phần uh, trăm dung lượng còn lại, uh, vân, vân 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 Ở đây rất là nhiều cái thông tin là nó tương tự ha và tình trạng của pin nè, battery status 0 x 48 d không 48D0 mà đang khóa ha. À, 0XC0 mới là mở khóa anh mới là pin bình thường ha. Pin bình thường sẽ là 0XC0. Và pin bị khóa là 0X48D0 0X48A0 hay 0X48 gì gì đó tùm lum hết. Thì nó là pin đang khóa nè. TCA, TDA, Discharge FD thì là TCA là cảnh báo là pin cạn ha. Cảnh báo pin cạn rồi pin đã xả cạn hoàn toàn FD này ha đó nó báo lỗi nó báo lỗi tùm lum cho ha có nghĩa là pin của anh em đang bị khóa ha rồi anh em sẽ bấm tiếp chọn tiếp là unseal clear BF, ha, ví dụ như anh em mà chọn clear bếp sai đi ví dụ như anh em chưa unseal anh chọn clear bếp bấm số 3 nó sẽ báo nè lee unseal before tức nghĩa là anh em cần phải unseal nên mới xài được cái chức mấy chức năng này ha rồi ví dụ như mình bấm vào uh, set today date ha sao nè để nè lee unseal before anh em phải unseal ha rồi anh em bấm vào anh siêu cho mình, bấm số 2, chọn là anh siêu phát nha. Rồi anh em sẽ chờ cho nó anh siêu thôi. Đó, sẽ không rồi nè ha. Rồi xét một ha, chip in phát ha. Chip in phát xét một ok ha. Có nghĩa là lúc này chip của anh em đã anh siêu thành công rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành clear BF2 và quay cho anh em xem ha. Bấm clear BF2 từ từ để mình lấy cái máy quay mình quay cái 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 cái, cái mạch của mình để anh em nó là mình xài DJI battery killer để mở khóa xong rồi quay phim thì chết mình nữa ok anh em thì đây mình sẽ quay ngay cái bò mạch với cái bò của mình đang cắm kết nối ha rồi như anh em coi để ý cái đèn của cái đèn của mạch nó nằm đâu ta à, đèn mạch nằm bên đây không có cái gì đỡ cái điện thoại đang quay bằng điện thoại anh em rồi ok anh em rồi mình bấm clear bf ha ba số ba nhập vô số ba là clear bf enter rồi coi đèn nó sáng anh không ok anh em đèn sáng ha anh em coi đèn sáng ha đèn sáng hết trơn ha đèn online xanh xanh lên hết ha anh em đó là lúc này pin khởi động nguồn bình thường ha anh em pin nó lên rồi ha rồi thì anh em thấy nè thì anh em thấy ở đây mình có thêm rất là nhiều chức năng vào trong cái mục là reset ha đó là anh em sẽ được clear bếp nè clear bếp hai rồi time reset, rồi blackboard reset, rồi it enable, rồi device reset nha thì nó sẽ nó sẽ khôi phục lại hoàn toàn tất cả, nó sẽ đặt lại hoàn toàn con chip của anh em về trạng thái sản xuất nha, lại về trạng thái sản xuất nha để nó tính toán, nó đo đạt lại từ đầu của cái viên pin của anh em ha, cái này thì nó rất là phù hợp cho những anh em nào thay sale ha, thì anh em bấm một phát thôi thì nó sẽ uh, quay trở lại hết tất cả mọi thứ như từ đầu ha, mà ra nó còn có chức năng là cycle cao reset nè, bấm một phát nó sẽ reset số lần sạc về không luôn ha anh em. Rồi anh em là new capacity nè, mình bấm vào để, để set cái capacity là 3600 ha. ở đây mình gài sẵn bằng 6 để dành cho pin của mavic e và mavic mini 2 để anh em mà đổ xeo á, dành cho anh em đổ xeo ha. Nhưng mà những tính năng này mình sẽ phát triển từ từ. Hiện tại thì trước mắt thì nó chỉ có những tính năng cơ bản để anh em mở khóa pin thôi ha anh em. Rồi ok đơn giản vậy thôi. Cũng không có gì khó hết trơn ha thì anh em nào có phát hành có chia sẻ cái code này thì nhớ mua lòng để lại cái 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 gọi là cái gì bản quyền nhìn cho mình ha chứ anh em đừng có lấy rồi phát hành lung tung rồi chia sẻ lung tung nha. Thì mình sẽ không có uh, không có vui khi mà anh em làm như vậy ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.